Hot Girl 9F lên cao lột xác, ngày càng chững chạc, trưởng thành, thoát mát người đẹp thị phi. Muốn nói là em cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn khán giả vì đã luôn cho em cơ hội để em sửa sai cũng như là phấn đấu cố gắng trau dồi mình hơn để không phụ lòng yêu thương yêu quý của mọi người trong suốt thời gian vừa qua. Ở tuổi 19, Linda ngày càng xinh đẹp, toát lên khí chất của một thiếu nữ dịu dàng, duyên dáng vô cùng tự nhiên, chứ không còn hình ảnh của một nàng vừa tốt nghiệp cấp 2 cố trở thành người lớn, bị cho là 9F so với tuổi thật. Có thể nói dù còn nhỏ tuổi nhưng Linda, tên thật Chu Diệu Linh, đã là một hot girl rất nổi tiếng trong giới trẻ. Bên cạnh biệt tài cover các ca khúc nổi tiếng, thì cô nàng này còn được biết đến nhờ gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn, cùng hàng ngàn thị phi ở tuổi ăn tuổi học. Nổi tiếng từ khi còn học cấp 2, Linda dường như cố trở thành người lớn qua những bộ trang phục kiệm vải, trang điểm đậm và pose dáng uốn éo gây tranh cãi. Tuy nhiên giờ đây, cô nàng đã có sự thay đổi rõ rệt. Trên trang cá nhân có hơn 2 triệu người theo dõi, Linda đã đăng tải loạt hình ảnh mới, thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Trong ảnh, nàng hot girl 10X cho thấy vẻ ngoài hút mắt, diện mạo xinh đẹp, vóc dáng mảnh mai. Linda nhận được vô số lời khen ngợi về ngoại hình tuổi 19, phát lên mình chiếc áo tắm sẽ bạo. Linda quyến rũ nhưng không hề quá phô phang nhờ cách tạo dáng vô cùng ý nhị. Nàng hot girl sinh năm 2002, đốn tim người đối diện bởi nụ cười duyên dáng và tỏa nắng. Chỉ với 2 tấm ảnh này thôi cũng đủ để thấy Linda giờ đã khác xưa rất nhiều. Cô nàng xinh đẹp hơn và cũng tế nhị hơn trong việc khoe sắc phúc. Một vẻ đẹp rất vừa vặn với lứa tuổi mà bấy lâu nay người ta luôn tìm kiếm ở Linda. Còn nhớ cách đây vài năm, Linda vốn là một cô nàng có phong cách thời trang và lối khoe dáng gây nhiều tranh cãi. Dù mới 16 tuổi nhưng cô nàng đã thường xuyên khoe đường cong 9F qua những bộ trang phục kiện vải trên mạng xã hội. Thời điểm đó, nhiều người cho rằng có lẽ sự nổi tiếng đến quá sớm khiến cho cô bé Linda 16 tuổi buộc phải chạy đua hình ảnh để trở thành phiên bản trưởng thành của chính mình. Điều đó từng khiến cô nàng nhận về nhiều phản đối của cư dân mạng. Vì lẽ đó, cô nàng bị nhận xét là đang 9F. Không có nhiều người khi ấy ủng hộ sự nổi tiếng của Linda. Nhiều ý kiến cho rằng cô bạn này vừa học xong cấp 2 đã có phong cách ăn mặc, trang điểm già dặn hơn tuổi. Ngoài ra, Linda còn thường xuyên bị nhắc đến với nghi vấn nâng cấp vòng 1 vì sự phỏng vào nhanh chóng tới ngỡ ngàng. Nói về vấn đề này, hot girl 10X từng lên tiếng phủ nhận. Mặc dù cũng có những điểm cô nàng chưa hoàn toàn hài lòng với ngoại hình của bản thân, nhưng cô bày tỏ mình chưa nghĩ tới việc giao kéo. Hơn nữa, Linda chia sẻ, mình thấy không ai hoàn thiện 100%, nhiều lúc mình cũng hơi tự ti, nhưng có người nói với mình rằng mình tự tin là lúc mình đẹp nhất, nên từ đó mình không còn tự ti như trước nữa. Thay vào đó, Linda đã nỗ lực từng ngày để xây dựng hình ảnh, hoàn thiện về mặt ngoại hình. Cô nàng đặc biệt chú trọng đến việc rèn luyện thể thao để có vóc dáng đẹp hơn. Để giữ dáng, nàng hot girl 10X chăm chỉ rèn luyện thể thao, tập đa dạng các bộ môn. Càng ngày, Linda càng cho thấy sự trưởng thành, chững chạc trong phong cách của mình. Cô nàng theo đuổi phong cách trẻ trung, sành điệu, kín đáo, nhưng vẫn khéo léo khoe được vẻ đẹp hình thể. Có thể thấy rằng, càng lớn Linda càng xinh đẹp, chín chắn khác hẳn với một hot girl thị phi vài năm trước. Cô nàng cũng cho thấy sự trưởng thành hơn trong cách cư xử, chăm tham gia các dự án nghệ thuật chân chính, đồng thời dần lấy được thiện cảm của công chúng.